Hi, my name is Yuan, and this is my college decision reaction video for the class of 2023. If you didn't know already, I'm an international student applying from Vietnam. I go to a public magnet school where I follow a traditional Vietnamese curriculum. I applied as a biomedical engineering major to one REA, one EA, two UCs, and 17 RDs, except for Carnegie Mellon, where I applied as a chemical engineering major since they didn't have any BME major. Here is a compilation of my reactions. Bear with me if I look bloated or very ugly in the morning because most of my decisions came very early. So, enjoy! Đợt này tớ mới chuyển nhà nên là mọi người đừng để ý tủ quần áo của tớ nhá. Reject? Từ chối á? Mở được chưa? Mẹ. Mẹ à? Ừ, đỡ rồi. Mẹ vừa mơ mơ một giấc mơ khủng khiếp là trượt. We are excited to offer you admission to the class of 2027. Thôi không chờ đại học rồi nhá. Hà Nội 2 giờ sáng. Học của tôi nhá. Ui, nó có rồi kia kìa. Trường xịn luôn đúng không? Không biết tôi to. Thế nào? Sao nó không nói? Từ cái đợt này nó ra. Sướng chưa? Sướng chưa? Sướng chưa? Ai báo cho anh Hùng? Ôm một cái. Chúc mừng con gái. Chúc mừng con gái. Đây, để báo cho anh Hùng. 1, 2, 3. Đỗ rồi. Đỗ cho Rochester rồi. Thế là trượt mỗi trường sớm. Còn lại chưa được trường nào. Sau khi mất ngủ cả đêm thì tôi đã quyết định chợp mắt lúc 7 giờ sáng. Và đúng lúc đó thì mẹ tôi đã vô tình tự mở letter của UCLA mà không có tớ. Thế nên là tôi đã phi luôn xuống. Cái gì? Oh, 7 giờ. 7 giờ 42 sáng ngày 18 tháng 3 năm 2023. Vẫn chưa ngủ được. À, con ngủ được 30 phút. Có rồi. Ờ, đúng giờ nhỉ? Đúng gì muộn 2 phút. Tưởng đồng hồ mình nhanh. Đây. Muộn chưa? Ờ. Đỗ rồi. Lại đỗ. Lại đỗ rồi. Câu chuyện tiếp theo của tớ với Northeastern thì khá là buồn cười vì cách đây 5 năm anh trai tớ cũng trượt trường này mặc dù anh có kết quả đỗ khá là cao. Vì thế nên là cả nhà tớ đã cùng đoán xem là tớ có trượt như thế không. Và sáng hôm đó thì tớ quá là thiếu ngủ nên là tớ đã bảo mẹ tớ mở thư cho và không nằm ngoài dự đoán là tớ cũng trượt như một trái chuối. USC đây. Status update. 1, 2, 3. Oh! 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 Oh
chụp sau nhé. Chụp sau, bây giờ vào cái trường kia đi đã. Ôi, pháo hoa pháo bông này. Ừ, giống hồi xưa anh hùng Stanford. Bố lên đây. Northwestern. Northwestern nào? Tây Bắc đây. Tây Bắc đây. Tây Bắc đây. Một, à đâu đây, rõ yên á. Đây, một, hai, ba. Wesley's. Nhìn nào, lại Wesley's à? Wesley's đầu tiên. Trường đầu tiên Wesley's mình. Log in nè. Một, hai, ba. Trường này. Ô, unable này. Ồ, reject này. Thế mà trường này nó mời mình nhờ? Ừ. Trường này ngành con là top 2 đấy. Thế cả. Đỗ trường top 1 nhưng trời trường top 2. Đâu? Đây. 1, 2, 3. Đây. Dừng bước quá. 1, 2, 3. Ô, yeah. Đố cũng được em một cái kìa. Ê đi. Sao? Đỗ. Con có graduation. À rồi. Ôi trời ơi, con thắp chemical engineering. Mẹ thì thấy không tương thích lắm. Con thấy không tương thích. Nếu hồ sơ không phải như thế. Không được rồi. Đâu? Con nghĩ thế, tại vì được nó sẽ... Đây là unable to offer you này. Thôi không, không lại. Tại vì là cái bọn trường này là... View decision xong rồi down xuống là nó sẽ now that you're in xong nó màu xanh lè luôn. Không ngoài dự kiến thật. Con nghĩ không đủ. Nó không không giống mình mà. Lúc app thấy trường nó có lạ hoắc, nó cứ ở đâu ấy. Đúng rồi, mẹ cũng thấy thế. Sao? Ok. Tao sẽ lập lên nhá. 1, 2, 3. Lạ nhỉ. À đấy, những trường. Hi everyone, it's currently 6 p.m. in the morning of the Ivy day. C sơ tây tớt. 1, 2, 3. Oh, Wesley. Oh, Wesley. Khởi đầu. Wesley. Log in. 2, 3. Cái gì? Đây là log in mà. Ừ. 1. View. 1, 2, 3. Sorry. Thôi kệ mày. Chưa. Chưa thấy đúng không? Thấy rồi. Ở kia. Nào. 1, 2, 3. Ôi mẹ, nó quay lại.
Nó bảo là ra video hoặc ra cái gì đấy đúng không? Đúng rồi. Là đỗ. Congratulations. Columbia. Ôi trời ơi. Đỗ Foundation School of Engineering and Applied Science Class. Rồi, Columbia rồi. Trời ơi. Nó còn nó là cái gì? Trường Engineering của nó. Trường Engineering đây là trường khó. Rồi nha. Rồi, ôi được một tầng cứ để đấy nhá. Tí nữa mẹ sẽ chụp. Cứ đóng lại đã nhá. Ừ. Ôi thôi cứ đóng lại cho mẹ. Đỗ IB. Đỗ IB. IB đấy. Ừ, quá rồi. Trường này không gọi phỏng vấn. Trường này hơi nóng. Trường này... Sao? Không biết. Một, hai, ba. Không, không hy vọng. Sorry. Ừ, không hy vọng về trường này. Ừ. Trường này không contact luôn. Một, hai, ba. After. Willis, After là cứ after một chữ là Willis, hai là reject. Willis. Nào con Huyền dậy đi. Gọi nó đã. Một, hai, ba. Unable. Rồi, thôi trường này nó cũng không liên hệ gì. Con Huyền! Con gọi nó một lần nữa. Tao đỗ Columbia rồi. Ôi dồi. I don't care. What is that? Anh hổ. Huyền Huyền đỗ Columbia rồi. Còn một trường nữa bà. Đỗ Columbia rồi. Chúc mừng. Đâu. Xem. Tí. Đấy, còn đang gọi đây. Đây. Đấy. Hello. Chúc mừng. Bây giờ đến... sẽ vào trường cuối cùng. Tốt quá. As in our natural habitat. Today is December 26, 10 days after I know that I'm going to Penn, but this bitch is not yet. And ngoài đây. Okay. Open. Open. Chị nha. Ê, cho tao xin. Bố cầm hộ con rồi. Như này à? Đúng rồi. Bây giờ mở trường cuối cùng. Cái trang đây rồi. Gì? Nó bảo chưa hỏi gì. Nào, em chuẩn bị mở. Ôi. Đợi tí. Nào. Anh Hùng. Nhìn ra đây. 3 2 1 What? Trượt này. Ơ không. Rồi, Baltimore rồi. Hay là New York? Columbia. Nào, ngày xưa mẹ hỏi là đỗ Columbia và các trường khác thì chọn. Được như một trái chuối luôn. Columbia. Thế à? Tại lại đi. Thôi, bye bye. Pen thế nào? Pen trượt rồi. Shit. Đỗ Columbia. Đỗ Columbia phê rồi. I'm gonna call you later. Và đây là một cái bảng tổng hợp kết quả apply Đại học Mỹ của Từ vào năm vừa rồi. Từ đã áp tất cả 21 trường và nhận được thư chấp nhận chính thức từ 8 trường Đại học Mỹ. Ngoài ra thì vào hôm có kết quả IV, trường Từ có 2 bạn nhận được thư chấp nhận. Chính là Từ và một bạn cùng lớp Từ đỗ vào Brown University. You qualify for a 0 đồng parent contribution. Bạn ý còn được nhận học bổng toàn phần nữa. Trời ơi, hôm đó chúng tôi siêu vui luôn ý.